Nam Anh kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 27 tháng 3 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Tình Đốn tối nay gồm có Nhạc lá bồ đề và chương trình hàng tháng của các cụ sinh viên trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và Hậu Duệ Võ Bị Đà Lạt. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá bồ đề do Tố Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề với câu chuyện Vì sao ôn dịch thường xuất hiện khi lòng người vô đạo? Chuyện của Thế Di, Tủ Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Con người sống ở thế gian luôn cho rằng tiền tài, vật chất là điều quan trọng nhất. Vậy nên cứ mãi theo đuổi nó, vì nó mà không việc ác nào không làm. Cho đến khi tai họa ập xuống, thì mọi thứ đều chỉ như bong bóng cuối cùng con người phải trả giá cho những việc ác mình đã từng làm một ngày nọ thiện thần và ác thần nhận lệnh của thượng đế đi khắp thế gian để xem xét các hành vi thiện ác của con người từ đó mà ban phúc hoặc trừng phạt họ hai vị thần đi qua nhiều vùng đất đã có rất nhiều người tốt được thiện thần ban cho họ phúc thọ và cũng có rất nhiều người xấu bị ác thần giáng xuống tai ương ngày kia đến vùng đất có tên là hồng kỳ hai vị thần thấy phong vân đội sắc khắp nơi tràn đầy nghiệp chướng ngay cả đất và biển cũng biến thành màu đen con người ở đây đều vô cùng giang manh xạo trá hiếu chiến vì danh lợi mà sát hại lẫn nhau suốt ngày tranh đấu trục lợi ngay cả thân nhân bằng hữu cũng không nhìn nhận. Ác thần phẫn nộ nói, tại sao vùng đất rộng lớn nơi đây, con người lại bại hoại, gian ác, cướp của giết người. Con người sống nơi đây không biết gì là đạo đức. Ta phải ngay lập tức, trong một trận đại hồng thủy, nhấn chìm nó thôi. Thiện thần ngăn lại, khoan đã, con người thế gian thường bị che mắt bởi danh lợi vì vô tri mà tạo nghiệp trời cao có đức hiếu sinh hãy để ta đến thử lòng và giáo huấn họ xem sao nói rồi thiện thần giáng xuống trần hóa thành một người ăn xin nhưng ngài đi tới đâu cũng bị người ta xua đuổi người giàu thì chê ngài hôi hám nên thả chó ra đuổi cắn ngài còn người nghèo cũng không muốn đến gần gũi ngài vì sợ rằng Ngài sẽ lấy cắp đồ vật của họ. Ngay cả trẻ con, vốn vẫn thiện lương, cũng bày cho trêu đùa và chế nhạo Ngài để tiêu khiển. Thiện thần kiên nhẫn, lần thứ hai, Ngài hóa thành một người giàu có, mang theo rất nhiều lương thực đến để làm từ thiện. Người dân nghe nói có phát đồ miễn phí thì tranh giành và giành giật đến mức loạn hết cả không còn tôn ti trật tự. Trẻ con dẫm đạp lên người già, bạn bè, anh em đuổi đánh nhau để giành đồ. Nhiều người tham lam lấy bao vải đổ đầy gạo thóc, vác lên người, đến bước đi không nổi. Ngay cả những người giàu có nhất, thậm chí là quan lại, cũng đi giành gạo với dân nghèo. Lần thứ ba, thiện thần hóa thành một nhà sư vừa đi vừa rao rãng về thuyết nhân quả báo ứng. Ở hiền gặp lành, làm điều thiện sẽ có phúc báo và làm điều ác sẽ có khổ báo. Nhưng người dân đất Hồng Kỳ đều không tin vào thần Phật. Họ cũng không coi trọng đạo đức. Họ cho rằng chỉ cần không vi phạm luật thì bất cứ việc gì dù trái với lương tâm cũng có thể làm được. Nghe ngài giảng họ chỉ cười có người còn nhại giọng của ngài hoặc cắt xén những lời giảng của ngài mang đi khắp nơi để bêu rêu chế nhạo cuối cùng có người vô khống ngài truyền tà đạo quan phủ liền xây quang binh truy tìm ngài khắp nơi cáo thị truy nã giáng đầy đường kèm những lời bôi nhọ vô cùng bẩn thỉu lúc này thiện thần buồn bã đành phải bỏ đi ác thần đứng trên mây quan sát hết những chuyện ấy khi thấy thiện thần trở về liền nói không phải ông không từ bi mà vì những kẻ đó không thể nào sửa đổi được nữa rồi cần phải hủy đi vùng đất ô uế này để tỏ rõ uy nghiêm của đạo trời thiện thần vẫn tỏ vẻ ngần ngừ nói hay là cho họ thêm một cơ hội nữa đi để khảo nghiệm xem họ sẽ biểu hiện như thế nào? Trong hoạn nạn, ác thần đáp, được rồi, nếu vậy, trước khi cho hồng thủy nhấn chìm vùng đất này, ta sẽ tạo ra ôm dịch để xem họ đứng trước trận ôm dịch này có kịp thời thức tỉnh hay không. Có còn lại chút lương chi nào không? Nếu quả thật họ vẫn còn một ít thiện tâm, thì ta sẽ mở ra cho họ một con đường khác. Còn nếu không thì ông sẽ không thể trách ta được nữa dứt lời ngài phất tay một cái trong không khí liền xuất hiện mầm móng đập bệnh cứ thế sinh sôi nảy nở không lâu sau dịch bệnh bùng phát trên đất hồng kỳ tốc độ lây lan rất nhanh qua một thời gian ngắn khắp nơi đều có người bệnh nhà nhà đầy dãy tiếng rên la của bệnh nhân ngay cả các đại phu danh tiếng trong nước cũng đổ bệnh trong hoàn cảnh ấy, những người chưa bệnh đều bỏ mặt người bệnh, không dám đến gần vì sợ bản thân sẽ bị lây. Có người khôn lanh tìm cách bỏ lại tất cả thân nhân, định một mình chống khỏi đất hồng kỳ. Nhưng chưa ra đến biên giới thì đã đổ bệnh lăn lộn ngay trên đường. Những người như vậy càng không ai ngó ngàng tới. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh nước sôi lửa bọc ấy, quan lại các nơi, vì sợ bản thân mang tiếng thất trách, nên loan tin rằng đây là căn bệnh tầm thường, không gây hại cho ai, vu khống cho tất cả các đại phu và những người bệnh, và tung tin đồn làm xáo trộn lòng dân. Có người bị bắt, có người phải chết trong ngục tù, có người chết ở nhà do bị cấm ra ngoài. Có một số người giàu chạy ngay khi dịch bệnh vừa bắt đầu, đã nhanh chóng thu mua tất cả thảo dược và dụng cụ phòng bệnh trong cả nước về dự trữ trong nhà. Bây giờ mang ra bán với giá gấp trăm lần trước kia, hồng trục lợi. Lương thực, thực phẩm và các loại vật liệu cũng theo đó mà lên giá. Khắp đất Hồng Kỳ trở nên náo loạn đến mức chưa từng có. Mọi người đều chạy theo lợi ích cá nhân không ai quan tâm đến sinh mạng của người khác kết quả càng làm cho nghiệp lực cuồn cuộn không sao tưởng tượng được chứng kiến cảnh này thiện thần buông lời thở dài buồn bã còn ác thần thì lửa giận phừng phừng thiện thần quay đầu đi nói mọi việc tùy ông vậy ác thần lại phất tay một lần nữa sấm chớp âm ầm mưa như chút nước phúc chốc nước biển dâng lên cao, tràn vào đất liền, biến thành một cơn đại hồng thủy, nhấn chìm đất hồng kỳ. Khi ấy, quan lại các nơi vẫn đang đi tuyên truyền những lời dối trá về dịch bệnh. Người giàu vẫn đang đắc ý vì kiếm được rất nhiều tiền. Trên đau khổ của kẻ khác, người bệnh vẫn đang nằm than khóc. Người chưa bệnh vẫn đang chạy chối chết tìm cách thoát thân. Sống thần ập đến, khiến toàn bộ đều bị cuốn vào lòng đại dương và biến mất. Chỉ bằng một thời gian, một cái chớp mắt, toàn đất Hồng Kỳ, Chù Phú đã trở thành một bể nước, nào đau khổ, ân oán, nào tiền tài danh vọng, nào chuối trá giang manh, nào tranh giành đấu đá. Tất cả đều không còn để lại vết tích. Một nền văn minh đã kết thúc. Thiện thần lại một lần buồn bã, rồi cùng ác thần bay về trời. Nhân sinh như cõi mộng, dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém, cỡ nào, đứng trước ôn dịch sinh tử chỉ là một sinh mạng bé nhỏ. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 gmail.com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.